Thừa xin chào quý vị khán giả kênh Nguyễn Thừa. Thì hôm nay Nguyễn Thừa đang đi trên Mang Thích á, đi trên đường đi làm á, thì Nguyễn Thừa thấy hai ba thanh niên mà ngồi trước cửa không biết làm cái gì cũng rất là vui. Bây giờ Nguyễn Thừa đi qua bên chỗ đó coi người ta làm cái gì nha. À, Nguyễn Thừa và quý vị khán giả mình đi lại mình coi cái anh bạn này anh làm gì nha. Một cái bông. Rồi là. Ủa cái bông mình xịt màu vô chi vậy? Cho màu đỏ lên đẹp đẹp xíu. Cho màu đỏ hả? À. Màu làm cũng qua 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 đỏ lâu quá mới thắt cái thấy thắt cái này ạ. À, này làm cái bông ha. Mũi tên cắm được cái tiền là ý tưởng xấu rồi. Anh bạn này anh làm biết đó hả? Dịch vụ cũng không hiểu chơi dưới miền Tây này. Số điện thoại của anh bạn luôn hả anh bạn? Trời ơi đâu mà chơi mai mốt công ty chính không hiểu. Đây anh, mấy anh bạn này đang làm cổng đám nối hay đám cưới gì á, cái gì khán giả ơi, mình giờ chuẩn bị làm thôi. Ra ngoài vừa mất ha, coi mấy vừa thất mắc thế là vừa bữa mày chặt. Ủa anh đốn rồi hay gì mà? Đốn được, chưa hả? Không được chưa? Cái này nè, coi tàu nào được thì chặt. Cho cái này đi. Này, các dụng cụ làm quá, quá trời luôn nè. Xin. Của em ra tám nhưng mà nó hết ghi mày. Khi bắn này giống làm cửa nhôm á. Không phải tranh ảnh đủ này nó làm nhiều thứ lắm tranh này. Ừ. Đó dùng biết nhiều thứ rồi mà thứ này là hơi yếu cái thứ kia mạnh, thứ 13-8 nó mới mạnh. Không vô phụ cho vui biết đâu phụ. hồi nãy tính chắc công vừa thôi nó không cho á vô đi mà nó đâu có la gầy gì đâu sợ không biết nữa. có gì chặt là vừa khác rồi cái gì em hốt anh quăng đúng không nhưng như cản trở không có đứng đi chơi đi đâu gì đâu. Cái nhíp này nó nhỏ hơn lọt tót à, nhíp cái bự. Cái đầu bấm này xài hao hả? Đây. Không bơm hả? Không bơm không? Không nổi, màu đỏ gì vậy? Cuộc sống em chỉ bấy nhiêu thôi. Rồi tận. Anh bạn này làm cổng qua đẹp quá. Có ghệ chưa làm mai chứ? Dạ chưa. Chưa hả? Em gái có chồng chưa em gái? Chưa luôn. Anh cháu nhóc làm mai chứ? Chịu về trời Vinh không? Nó trung viện nên là nó còn mẹ dễ thương rồi. Thủ á, anh quan thủ. Rồi chúng tôi đây. Rồi không nhúng nhích luôn. Là này bùm bùm bốn không hồi xóm lên tưởng ơi hot boy trà sữa trên kênh Phương Dừa chứ. Làm một cổng qua này tặng cái rồi ơi bắt đầu làm cổng qua tặng cái vòng tay cô dâu hả? Hai vòng tay cô dâu hả? Có hai chú ghệ cho chú ghệ không? Dạ. Chú ghệ. Nếu cô dâu chú ghệ đặt cổng chung một lượt sẽ tặng một suất qua gia tiên cho hai mình cho hai bên luôn. Ôi quá bông đẹp đẹp quá. Này ở nhà làm luôn hả? Dạ em tự làm á anh. Cầm xích xích cho em anh mượn anh con cái. Ờ đẹp quá. Mà qua không đẹp. Qua đẹp mà người còn đẹp hơn qua nữa. Bông này đẹp. Này, cái này bông này đẹp thiệt mọi người ơi. Đừng có quay mặt á. Cái này bông hồng với hả? Hoa hồng. Hồng với bông gì? Hoa Đà Lạt. Đừng đọc tên. Ok. Đâu đưa rước đây. Trời ơi đẹp gì mà không cho để cho khán giả nè coi. Đây. Tiếp hả? Làm đỏ đường hết trơn người ta tưởng dịch xuất phát mang cái tông rồi chạy nữa. Sẵn làm như thảm đỏ luôn.
Bây giờ mình tới làm cái bông bự đi anh bạn. Cái này là bông bự hả? Không lẽ chụp hoa điếu tiêu luôn vậy. Hết dây rồi. Bông nó dây quá. Biết đầu lấy. Vô chỗ mày hỏi dây ở đâu rồi đó à. Đứng đứng hồi coi chừng té xuống đây. Quăng hồi cái bụng. Làm cái ấy chơi đi, chịu gì á. Cái này điện thoại mình gáp lại cái bự hả? Đứng phòng ngủ hả? Bây giờ xin cái bóng mà không dám lại xin cái giữ hoài đó. Đây cho nó vô ra. Đây. Ở quê mình làm cả cổng qua người ta lại người ta coi nhóc nè, bà con lại coi vui thấy ghê không có nghe gì cũng vậy. Của mấy cậu mà làm à. Vậy rồi kìa mấy đứa nó đợi. Đây phải đám cưới của chú Tư Chim không vậy? Đời vẫn gặp sao, tình yêu vẫn gặp sao. Dù đang bớt sao đó lên. Đập hột trời vô hột nổ chơi. Cái bông nó gáp vô đẹp quá ha. Có ngọt không? Đưa bạn về ngon. Chú phải làm chung với người này không? Nhà đưa giùm, nhà đưa giùm. Đi đá gì cho chú Nhật không biết nữa. Làm thấy tỉ mỉ quá ha. Trời chứ anh đau cuộn này đâu có quen đâu mà. Không quen, đưa chú Bình, anh bom đi chú Bình rồi. Trời ơi. Đây là cái bông dạng khác nữa. Nhỏ thôi, siêu nhỏ. Cái dừa làm đẹp quá ha. Cái dừa thì không đẹp mà chắc giờ người làm mới ra mới đẹp. Ui, ui. Khen hồi cái lỗ mũi chết luôn. Nhỏ, con bột bóng nhỏ có cuộc. Ơi. Cái gì ba kìa. Ơi, giờ chọn lấy lo cái chị kiểu em nhận nha. Giờ phải qua bàn tay làm mới đẹp chứ tự nhiên nó lấy dừa đâu có đẹp. Chị có lo nhỏ chứ đẹp đó. Bữa em làm nhà kia cái có cái cảm cô nó. Mày làm cổng sao mày trắng nhách. Làm là này nóng rồi. Ủa chứ nha, cái này có mát nè, cái này nắng là nó rồi đấy, ngô đổ đột đột rồi. Đó thủ sẵn rồi, da bụng nắng á. Ủa nè, có vợ chưa mà thấy đi làm con mình nha anh bạn. Dạ chưa anh ơi. Chưa có vợ hả? Thằng cổng cưới có vợ chứ mất công, nhắc về được rồi. Tội nghiệp phải không? Thì có gì làm mai cho nha. Có vợ tốn thêm cổng, ổn. Trời ơi, tính dữ vậy. Nếu mặt lên giọng cái ơi, trời ơi, lên ngay. Thấy đồng tiền rồi. Chưa có vợ mà, vị khán giả anh giờ thấy chưa có vợ mà thấy tỉ mỉ đi làm mướn tội nghiệp hết sức rồi. Phơi nắng, phơi mưa mà không có đèn miếng nào. Đâu biết gì khán giả giờ bạn nó có hot boy trà sữa đó. Trời ơi, người lính đã là nó. Có con rồi đó. 2K1 có con rồi. Quay ngồi có trả tiền công không vậy? Dạ, không. Quay lên tròn có ấy đó. Luôn à. Cố chân đó. Quá đẹp. Bây giờ là được phân nửa rồi phải không? À, bây giờ nếu như tính thì là 40%. Nhiêu phần trăm? Cổng này như vậy là mình gọi trên bạn chưa chưa hả? Mới 80%. Rồi bây giờ bữa nay thì Nguyễn Thừa đã giới thiệu với quý khán giả về cách làm cổng ở dưới quê của mình á. Đây là cổng lá dừa, tuy đơn sơ nhưng mà rất là đẹp. Cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã xem video của Nguyễn Thừa chia sẻ hôm nay.
Thân mến, kính chào.